Thưa quý vị, từ trước đến nay, sản xuất nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn bấp bênh bởi tác động của giá phân bón và các khoản chi phí đầu vào. Mặc dù hiện nay xăng dầu đã giảm, nhưng mà nhiều chi phí đầu vào vẫn chưa hạ, nhất là phân bón. Và để nông dân đạt được lợi nhuận kép trên cánh đồng, tăng lợi nhuận không còn hướng đi nào khác, đó là phải sử dụng hợp lý phân bón và tăng cường cơ giới hóa vào sản xuất. Câu chuyện vượt khó của cây thanh long đã mở ra một hướng đi mới, bền vững cho ngành sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. Từ việc chuyển sang sử dụng chế phẩm sinh học thay cho phân bón vô cơ, sản lượng thanh long tăng rõ rệt, chất lượng trái tăng lên, được giá hơn tại các hệ thống phân phối lớn. Nhưng cái lợi nhất đó là giảm được chi phí đầu vào, bớt gánh nặng cho nông dân. Cái hướng hữu cơ thì là chủ yếu là cái chế phẩm sinh học hữu cơ. Thì những cái đó thì nó ổn định và giá nó không có lên cao như cái giá các phân bón hóa học như nhập từ nước ngoài vào, thì chi phí nó giảm hơn trước đây là khoảng 30%, nhưng mà được lại mang lại lợi ích rất là lớn nữa, chứ không phải là chi phí không, mang lại đất mình nó màu mỡ hơn. Phân bón chiếm khoảng 30% trong chi phí đầu vào nông nghiệp, khiến cho nông dân bị thua lỗ khi giá neo ở mức cao, chưa kể tình trạng làm giả, kém chất lượng, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của sản phẩm. Đảm bảo lợi nhuận kép cho nông dân chỉ có thể thành hiện thực khi các chi phí đầu vào được tiết giảm và sử dụng hợp lý thông qua liên kết. Cố gắng làm sao bà con nông dân là đừng bỏ ruộng và liên kết với chúng tôi để tạo ra cái nông sản có giá trị và bà con nông dân có thể sống được. Lợi nhuận trên đồng ruộng trong lúc mà tình hình phân bón và giá vật tư nông nghiệp, giá cả nói chung là tăng rất cao mà giá lúa thì không tăng. Đồng bằng Cửu Long đang bị lãng phí bón, dư thừa phân bón ở đâu đó khoảng nơi ít thì 20-30%, nhưng nhiều có thể lên đến 40%. Đó làm cho đất đai nó ngày càng thoái hóa đi, chuyển đổi thành phân bón hữu cơ nó phải có một cái thời gian để mà cải tạo dần cái đất đó, không thể ngày một ngày hai, có thể là 1-2-3 năm. Để mà làm được thì doanh nghiệp phải đồng hành thực sự và phải quyết liệt làm bằng được. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long cũng còn lạc hậu, cơ giới hóa dù đã cải thiện nhưng chưa đồng bộ ở các khâu, từ đó làm tăng chi phí nhân công, xăng dầu, giảm lợi nhuận. Việc ứng dụng cũng còn khó khăn về chi phí đầu tư, hạ tầng, tháo gỡ nút thắt này cũng là giải pháp căn cơ để giảm chi phí đầu vào cho sản xuất. Đưa cái cơ giới hóa này vô thì giúp cho bà con mình sản xuất cho nó bền vững, và thông qua cái giảm chi phí sản xuất đó thì nó sẽ giảm được khí thải nhà kính và cũng phù hợp với cái xu thế phát triển. Chúng ta không chỉ thiên về là sản xuất lấy sản lượng nữa mà chúng ta phải sản xuất lấy giá trị, và cái việc mà sử dụng cơ giới hóa trong việc sản xuất lúa gạo thì cũng nhằm để giảm được cái giá thành chi phí của sản xuất lúa gạo, và đặc biệt hơn nữa là vấn đề giải quyết vấn đề lao động trong điều kiện nông thôn như hiện nay. Cùng với giảm chi phí đầu vào, việc thúc đẩy cơ giới hóa mạnh mẽ hơn tại vùng nông nghiệp trọng điểm này, nhất là trong chế biến, giảm thất thoát sau thu hoạch là cấp thiết để đảm bảo tối đa hiệu quả cho sản xuất của bà con nông dân.